Xin chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến trúc HCG. Thật là vui tuyệt vời khi hôm nay Cường tiếp tục ngồi và chia sẻ cho quý vị các bạn về tất cả các cái mẫu nhà đẹp mà bên Kiến trúc HCG đã thiết kế và thi công ở trên 63 tỉnh thành. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cái công trình nhà vườn mới nhất mà bên Kiến trúc HCG đã tư vấn thiết kế cho nhà anh Nguyễn Phú Động ở Phú Lương, Thái Nguyên nha quý vị các bạn nhé. Đây cũng là một trong những công trình tiếp theo mà bên mình thiết kế ở Phú Lương, Thái Nguyên. Thì hiện nay ở Phú Lương, Thái Nguyên, Kiến trúc HCG đã có rất nhiều các cái công trình ở tất cả các cái huyện ở Thái Nguyên nha quý vị các bạn nhé. Thế nên là quý vị các bạn có thể là tới trực tiếp các cái huyện, các cái khu vực thành phố ở Thái Nguyên để quý vị các bạn xem trực tiếp các cái công trình của bên Kiến trúc HCG. Đó, thì trước khi mà đi vào video lần này thì lần đầu tiên quý vị và các bạn là biết đến kênh Kiến trúc HCG thì Cường xin mời quý vị các bạn là hãy vào phần YouTube. Trên YouTube có rất là nhiều những cái video chia sẻ những kinh nghiệm rất là hay liên quan đến xây dựng về gạch, vữa, xi măng, cát vân vân để cho quý vị các bạn có thể là nắm bắt được và áp dụng được vào trong cái công trình của nhà mình, và cực kỳ nhiều những cái mẫu nhà đẹp nha quý vị các bạn nhé. Thì các bạn có thể lên đây để các bạn xem, các bạn vào phần video, các bạn lựa chọn video các bạn xem đó. Và cái thứ hai thì chúng ta có thể là vào trực tiếp cái website của bên Kiến trúc HCG vào phần tra cứu phong thủy này, tra tuổi làm nhà, tra hướng xây nhà. Ví dụ như muốn tìm hiểu tính năng tra hướng xây nhà thì các bạn vào đây, các bạn lựa chọn cho mình cái năm mà các bạn năm sinh của các bạn. Nếu mà các bạn là nam thì các bạn chọn nam, còn là nữ các bạn chọn nữ, và các bạn ấn tra cứu ngay. Thì khi mà bản tra cứu sẽ hiện lên tuổi Kỷ Mùi này, nữ này thì thuộc quẻ Chấn hoặc Đông Tứ Trạch, tất cả những cái hướng xấu, hướng tốt hay là những cái lưu ý gì thì là Cường cũng như anh em Kiến trúc HCG đã ghi rất rõ để cho quý vị các bạn rồi. Và nếu các bạn muốn xem các mẫu nhà thì các bạn hãy vào phần nhà vườn, nhà phố, biệt thự, lâu đài, Hồng Tây, Từ Đường, các bạn hãy xem ở trên phần kiến trúc này nhé các bạn nhé. Thì chúng ta muốn xem nhà vườn thì chúng ta vào đây thì có rất là nhiều các mẫu để cho các bạn có thể là lựa chọn. Tất cả các công trình thì bên mình đều là đã thiết kế và thi công ở trên 63 tỉnh thành rồi. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cái nhu cầu, cái mong muốn của nhà anh Nguyễn Văn Động. Ở anh thì là quê ở tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, nhưng mà anh thì thiết kế công trình này cho anh em và làm ở tại Thái Nguyên nha quý vị các bạn nhé. Công trình lần này của anh ấy, thì trước khi mà chúng ta đi vào video thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chút về cái nhu cầu, cái mong muốn của anh. Anh thì đang mong muốn là làm một cái công trình với cái diện tích sử dụng nó dao động từ đến 140m2, và cái diện tích mà cả sảnh hiện nay đang là 158m2, còn diện tích mà có cái mái le nhô ra nó rơi vào khoảng 160m2. Anh thì mong muốn là làm gồm có 3 phòng ngủ nhé quý vị các bạn nhé. Thì hiện nay các phòng ngủ thì đều đạt được cái kích thước từ 11,7 từ 14,7 đến 15m2 nhé quý vị các bạn. Và phòng khách thì anh đang muốn có một phòng khách cực kỳ là rộng rãi 38m2, phòng bếp được 16,7m2 và 2 phòng vệ sinh quý vị các bạn nhé. Thì đấy là cái nhu cầu, cái công năng của nhà anh Nguyễn Phú Động. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cái công trình lần này, về phần hình thức trước, sau đó thì chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích cái công năng giải pháp. Cường xin phép là sẽ sử dụng cái phần mềm 3D của bên mình thì mình chia sẻ, mình phân tích thì các bạn có thể là nắm bắt được và áp dụng được vào trong cái công trình của nhà mình nó dễ hơn nhé quý vị các bạn. Trên màn hình của quý vị các bạn đây, đó chính là cái phần hình thức công trình. Đây là cái phần máy chính và là phần nhà trước, còn đây là cái khu vực nhà bếp các bạn nhé. Phần nhà bếp thì là bên mình không lập tôn đó. Thì công trình lần này là anh đang tiết kiệm toàn bộ cái mức độ vật tư, làm sao để chúng ta có được một cái công trình đẹp hài hòa đó. Chứ còn bên trên này thì chúng ta lập tôn để giảm được cái chi phí và chúng ta không đổ trần đấy. Thì quý vị các bạn có thể thấy được rằng là để tiết kiệm thêm cái chi phí thì bên mình đang sử dụng và thiết kế những cái hình thức nó cực kỳ là nhẹ nhàng với những cái đường phào chỉ đơn giản, nhưng mà nó lại sẽ mang lại cho cái hiệu quả về thẩm mỹ rất là cao nha quý vị các bạn. Đó, lối lên thì chúng ta đang làm là 3 bậc. Tông màu chủ yếu ở đây chúng ta đang sử dụng là tông màu trắng kết hợp với màu ghi đậm các bạn nhé. Ok, tiếp theo thì các bạn sẽ xem các cái phối cảnh góc. Đối với các cái mẫu nhà vườn của bên mình ý, thì là hiện nay ý, là ở trên khắp đất nước Việt Nam thì các bạn có thể là tới trực tiếp tại cái huyện của các bạn để các bạn xem các cái mẫu nhà, các cái giải pháp không gian. Bởi vì là HCG là một trong những đơn vị mà tiên phong trong quá trình mà thiết kế những cái công trình nhà đẹp, những cái công trình kiến trúc và phục vụ trực tiếp cho các bà con. Đó, có những cái phân khúc khách hàng là từ 5 tỷ, 10 tỷ thì lại đa phần là làm biệt thự 2 tầng. Những cái phân khúc khách hàng từ tầm 1 tỷ đến 2 tỷ, 3 tỷ thì đa phần là chúng ta sẽ làm những cái phân khúc nhà vườn. Đó, thế còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi sử dụng luôn cái phần mềm 3D để các bạn sẽ dễ dàng hình dung nha các bạn nhé. Trên màn hình của quý vị các bạn đây, đây chính là cái phần mềm 3D của bên HCG đang sử dụng. Thì bên mình bao giờ mình cũng chia sẻ nó rõ như thế này để các bạn sẽ dễ dàng để
nắm bắt được và áp dụng. Đó. Thế còn là nếu mà mình chia sẻ ảnh không thôi thì các bạn có thể là không áp dụng được. Thế nên là khi mà nếu mà các bạn nhìn qua đây thì các bạn có thể là tự các bạn đã làm được rồi. Đấy là Cường chia sẻ thật với các bạn. Thế nhưng mà để làm được đẹp như bên mình đang thiết kế ở đây thì tất cả những cái thông số này, những cái phần kỹ thuật này là bên mình đang đều phải tính toán, cân đối hết thì nó mới ra được hình tướng đẹp. Chứ còn nếu chúng ta làm thợ xây mà chúng ta chỉ cần bắt chiếc thôi, đó, thì thực sự ra là bắt chiếc thì nó cũng giống đấy, nhưng mà để đẹp và tinh tế thì không bao giờ làm được nha các bạn nhé. Đó, thì phần cột này bên mình cũng đang để kích thước nó khá là rộng, kích thước cái cột này mình đang để nó khoảng 550. Đó, phần sảnh xa sảnh này thì từ dưới này lên cũng rơi khoảng 3m2. Đó, có những nhà thì chúng ta chỉ cần làm 3m2 là nó đẹp, nhưng mà có những nhà phải làm tầm 3m5 đấy, thì các bạn có thể xem để nắm bắt được. Thế còn là bên này là bồn giải bồn hoa, đây là chậu hoa, bên này cũng là chậu hoa này. Tiếp theo thì phần này là mình để là đổ mái sắt khí 6, đây là để bình năng lượng mặt trời để tách nước các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bên trong cái không gian nội thất để các bạn có thể là nắm bắt được. Thì trên đây đây chính là cái không gian nội thất. Đến cái công trình lần này thì các bạn nên bước chân vào sảnh 3 bậc, phần sảnh này thì hẹp thôi, rơi khoảng tầm 1m5 nhé các bạn nhé. Bước chân vào thì chúng ta sẽ có một cái không gian phòng khách nhé quý vị các bạn nhé. Đây là một không gian phòng khách và đối diện đây chính là cái không gian phòng thờ. Đó thì là anh Động đã bỏ cái phòng ngủ đi rồi và chúng ta sẽ làm là cả cái không gian này trở thành là một cái không gian phòng khách rất là rộng, là bằng 38m2 như các bạn nhé. Thì còn đây là phòng ngủ 01, phòng ngủ 02. Thì các cái phòng ngủ này thì đều đạt được cái kích thước nó dao động từ là 114,7m2. Phòng ngủ này thì rộng hơn một chút là 15m2. Đây là cái lối đi xuống bếp. Nếu mà chúng ta bỏ khu vực phòng ngủ ấy đi thì phòng ngủ này, cái khu vực phòng khách nó rất là rộng, chúng ta sẽ ngồi uống nước bên này, không nhìn trực diện vào khu vực bàn thờ. Và cái khu vực phòng bếp ở đây thì là đang có cái kích thước là được là bằng 16m2 quý vị các bạn. Và đằng sau này chính là hai cái khu vực phòng vệ sinh. Đấy là về cái công trình của nhà anh Nguyễn Phú Động nhé quý vị các bạn nhé. Thì Cường xin mời quý vị các bạn hãy cùng Cường xem cái phần bản vẽ kiến trúc. Ở trong cái phần bản vẽ kiến trúc bên mình có rất là nhiều cái rất là hay, các bạn có thể xem để nắm bắt được. Trên cái bản vẽ kiến trúc thì có rất nhiều bản vẽ, rơi vào khoảng 34 bản vẽ đối với lại ngôi nhà vườn. Thì đây chính là cái mặt bằng công năng công trình. Thì như lúc nãy Cường đã bảo rồi, cái khu vực phòng ngủ đây anh đã thay đổi và trở thành khu vực phòng khách cho quý vị các bạn nhá. Thì phòng này là đang được 38m2 này, rất là rộng. Phòng này là được 12, phòng thờ được 12,6m2, phòng ngủ 01 được 15m2, phòng ngủ 02 là được 14,7m2, phòng ngủ 03 là được 14m2 và phòng bếp này được 16,7m2. Cái kích thước công trình thì cái chiều này nó rơi vào khoảng tầm 8,6, còn chiều này đang rơi vào khoảng 16,6 nhé các bạn nhé. Thì có hai xí 1:8, đấy là về cái kích thước công trình. Thì trên cái bản vẽ này của bên mình thì có tất cả các cái bản vẽ để thiết kế cũng như là để cho các bạn có thể là làm được cái công trình. Đó, nhiều các đơn vị thì họ sẽ bỏ qua rất nhiều các bản vẽ khác nhau, ví dụ như là trên một cái bản vẽ mái thôi. Ví dụ như đây là bản vẽ mái thì chúng ta sẽ có một bản vẽ mặt bằng mái. Sau có đó thì chúng ta sẽ đến mặt bằng bố trí vị kèo. Nếu các bạn làm thép, làm lập tôn thì nó sẽ vị kèo sẽ ít hơn. Hai nữa chúng ta sẽ có bản lito, ba nữa là chúng ta cũng sẽ có bản xã gồ này, bản lito này. Đấy, và các cái lớp cấu tạo của vị kèo, thống kê sắt thép vị kèo. Đấy thì nhiều các cái đơn vị thì họ lại bỏ qua tất cả các bản vẽ, bởi vì là sao ạ? Bởi vì là các bạn biết rồi, hồ sơ 5 triệu khác với hồ sơ 10 triệu nhé các bạn nhé. Các bạn cứ hiểu như vậy là nó dễ, tiền nào của nấy các bạn ạ. Đó, thì với mình ý, tất cả các cái bản vẽ thì đều là rất là rõ ràng, chi tiết, không thiếu bất cứ bản vẽ nào, từ cổng, thiết hàng rào ra để cho quý vị các bạn có thể là làm được cái công trình. Nhưng mà đối với lại HCG thì điều quan trọng nhất ở đây là bên mình là luôn luôn là làm cái hồ sơ bao giờ cũng phải chuẩn với lại cái phong thủy. Giả dụ như bây giờ mình cũng ghi chất rõ ở đây là 1630 x 2330 là kích thước phong thủy. Ví dụ như trên một cái bộ cửa này thì là bên mình đã tính toán làm sao để cho nó chuẩn với lại cái kích thước phong thủy rồi. Thì ví dụ như là 1630 hay là 2330 thì các bạn hãy vào phần website của bên mình. Các bạn vào phần tra cứu phong thủy này, tra phần thức lỗ ban này. Trên này chúng ta có cái phần tra thức lỗ ban online. Đấy, các bạn chỉ việc cần nhập là 1630, các bạn nhấn nút enter nha các bạn nhé. Đó, thì cái thước 52 này sẽ được rơi vào cái cung túy nhân. Thước 52 này gọi là đo cái kích thước về phần cửa thì chúng ta sẽ được là gia chủ là gặp nhiều may mắn này, làm ăn nên làm ra này, làm ăn phát đạt này, bạn bè trung thành này, con cái hiếu thảo thông minh này, hoặc là cái chiều cao của cái cửa đấy. Đấy, cái chiều cao của cái cửa đấy thì là đây ạ, kích thước là bằng 2330 hoặc là 2335
đấy thì chúng ta chỉ cần nhập vào đây thôi, 2330, các bạn nhấn nút enter cho Cường nhé các bạn nhé. Thì cái kích thước cả ba cửa này, cái kích thước global thì đều đẹp hết, ví dụ như thước 52 thì cũng được đẹp, thước 42,9 cũng đẹp, và thước 38,8 cũng đẹp, và đều rơi vào cái cung tốt, đó chính là cái cung thiên tài này. Cửa mà rơi vào cung thiên tài thì sẽ sao? Gặp được thiên tài, gia chủ luôn may mắn về tài lộc, năng tài đắc lợi, con cái thì được nhờ vả, hiếu thảo, gia đạo thì an vui chí thọ các bạn nhé. Thì đấy là cái phần thước lô ban của HCG. Nếu mà các bạn nào mà muốn tra thước lô ban ấy, thì các bạn có thể là search cái cụm từ là thước lô ban HCG. Đó, cứ ghi được thước lô ban HCG là cũng ra HCG ngay nhé các bạn nhé. Thì là bên mình sẽ đã làm cái này ra cho các bạn rồi. Và các bạn nào muốn tính tổng cái nhà của mình, cái kích thước nó có đẹp không ấy, thì các bạn cũng có thể là nhập vào đây. Tự nhiên là chúng ta nhập cái chiều rộng của nhà là bằng 12.800 đấy. Đó, các bạn là định là 12m, các bạn nhập vào đây xem là cái kích thước tổng nó có được đẹp không. Đó, thì cái thước của bên HCG nó rất là dài nhé các bạn nhé. Đấy, nếu mà chúng ta làm 12.820 thì là, hoặc là 12.830 thì sẽ rơi vào con số rất là đẹp khi mà chúng ta hoàn thiện cái ngôi nhà của mình nhé các bạn nhé. Thì đấy là về phần thước lô ban. Còn là trên một cái bản vẽ của bên mình thì nó còn có rất là nhiều phần khác nhau nữa, ví dụ như là trên cái phần kết cấu này nó cũng có rất nhiều các bản vẽ tùy thuộc vào cái công trình của nhà mình. Đó, thì để giúp cho các bạn, nhưng mà trên cái hồ sơ kết cấu của bên HCG nó hay vô cùng luôn, nó còn có những cái mà để giúp cho các bạn là làm cho nó chuẩn. Đấy, thì các bạn cứ dựa vào đây thì mình cũng ghi chú rất rõ rồi, các bác thợ là làm phần vật tư nào thì các bác cần phải làm đúng cái phần vật tư đấy để cho cái công trình của chúng ta nó chuẩn. Ví dụ như trên màn hình các bạn đang xem là cái phần định mức bê tông, thì ví dụ như chúng ta làm cái xi măng PC30 thì chúng ta mark 250 thì chúng ta hết khoảng tầm 380 kg xi măng đó, và chúng ta sẽ hết khoảng tầm 0,4 khối cát, khối đá, và cát vàng chúng ta hết khoảng 0,5 này, hay là đá 1/2 chúng ta hết khoảng 0,8 khối, nước thì chúng ta hết tầm gần 200 lít. Đấy, thế thì bên mình đã ghi chú rất rõ ở đây rồi, từ vữa, cát, xi măng, chát hay là gạch, vân vân. Đấy, còn trên cái bộ hồ sơ kết cấu của HCG thì còn có rất là nhiều những cái giải pháp để cho chúng ta thiết kế thi công được các công trình nó chuẩn. Đây, Cường sẽ bật luôn cái bản vẽ số 38 lên để cho các bạn xem này, hay là tất cả những cái thống kê sắt thép cuối cùng cho công trình. Ví dụ như công trình lần này thì là anh không làm trần, thế nên là cái phần sắt nó sẽ rất là giảm đi, và nó giảm đi xuống còn có 4.000 thôi, đúng không ạ? Gần 4 tấn thôi. Chứ còn nếu mà bình thường mà chúng ta mà đổ lập cả hết cái mái đấy thì cái lượng sắt của chúng ta sẽ rất là lớn, rơi khoảng tầm 8 đến 10 tấn cơ. Đó, thì cái chi phí của chúng ta cũng sẽ rất là lớn nếu mà mình đã thống kê nhá. Các bạn xem cái thống kê sắt của bên HCG nó cực kỳ là phù hợp với lại cái cách làm của các bác thợ, vì là bên mình làm rất nhiều công trình nhà dân. Ví dụ như chúng ta có cái thép móng thì chúng ta có thép đài móng, đấy, thép răng móng. Đó, thống kê sắt bể phốt chúng ta có riêng luôn. Ngoài bể phốt ra thì chúng ta lại có bể nước. Thế giờ các bạn muốn gọi cột thì đương nhiên là các bạn gọi phi 6 và phi 16, thì chúng ta cũng có số lượng này, chúng ta có 29 có 336 kg cây phim 6, nhưng phim 16 chúng ta có 266 kg thôi, và chúng ta có 23 cây phim 16. Đấy, các bạn thấy không ạ? Mọi cái ví dụ như phần mái chúng ta cũng ghi rõ này, phần li tô cũng có một phần bảng riêng. Tất cả những cái nào mà bên HCG làm đều mong muốn là giúp ích cho bà con ở trên 63 tỉnh thành, là vừa là có được cái công trình tốt, vừa quản lý công trình tốt các bạn nhé, và cả cái bảng bóc tách khối lượng vật tư ban đầu hay là phần điện phần nước thì đều rất rõ ràng chi tiết cho quý vị và các bạn. Với quý vị và các bạn thì vừa rồi Cường đã chia sẻ rất kỹ cho quý vị và các bạn về công trình của nhà anh Nguyễn Phú Động. Anh thì là đang công tác tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Anh đang làm công trình này, thiết kế công trình này cho người thân ở trên Phú Lương, Thái Nguyên, quý vị và các bạn nhé. Vậy nên là bạn nào mà có nhu cầu và tư vấn thiết kế kiến trúc nội ngoại thất và cảnh quan phong thủy sân vườn, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình hoặc là đến tại cái công trình ở Phú Lương, Thái Nguyên để chúng ta có thể xem các mẫu nhà đẹp của bên mình. Một lần nữa thì Cường xin phép là cảm ơn anh Nguyễn Phú Động rất là nhiều. Cảm ơn anh đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ thiết kế kiến trúc HCG. Cường cũng xin chúc anh và toàn thể gia đình nhà mình luôn luôn mạnh khỏe, an lành, luôn đạt được mục tiêu của mình trong cuộc sống. Và cũng xin chúc các bạn là tới đây năm 2023 chúng ta là luôn luôn mạnh khỏe, may mắn, bình an và đạt được cái mục tiêu của mình, kiến thiết những cái công trình đẹp, và các bạn hãy gặp Cường nhé các bạn nhé. Ok, còn bây giờ thì Cường xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.